Lưu ý, hiện tượng quang điện. Hiện tượng ánh sáng là mặt trời trong ra khỏi bề mặt kim loại được gọi là hiện tượng quang điện ngoài. Hiện tượng ánh sáng giải phóng các electron liên kết để chúng trở thành các electron dẫn, đồng thời tạo ra các lỗ trống cùng tham gia vào quá trình dẫn điện gọi là quang điện trong. Quang trở pin quang điện. Quang điện trở là điện trở làm bằng chất quang dẫn có khả năng giảm trở từ vài mega ohm xuống còn vài chục ohm khi được chiếu sáng thích hợp. Pin quang điện là nguồn điện trong đó quang năng biến đổi trực tiếp thành điện năng, hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện trong. Hiện tượng huỳnh quang, lăng quang. Huỳnh quang là sự phát quang của các chất lỏng khí có đặc điểm là ánh sáng phát quang tắt lắc nhanh sau khi tắt ánh sáng kích thích. Lăng quang là sự phát quang của nhiều chất rắn có đặc điểm là ánh sáng kéo dài thêm một khoảng thời gian sau khi tắt ánh sáng kích thích. Tiên đề tạng thái dương. Nguyên tử chỉ tồn tại ở các trạng thái có năng lượng xác định gọi là trạng thái dương. Ở trạng thái dương, nguyên tử không bức xạ. Trong các trạng thái dương của nguyên tử, electron chuyển động quanh hạt nhân trên quỹ đạo có bán kính hoàn tròn xác định gọi là quỹ đạo dương. Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dương có năng lượng EN sang trạng thái dương có năng lượng EM thấp hơn thì nó phát ra một photon có năng lượng electron bằng EN trừ EM. Khi nguyên tử ở trạng thái dương có năng lượng EM mà hấp thụ một photon có năng lượng electron bằng EN trừ EM thì nó chuyển động lên trạng thái dương có năng lượng cao hơn EN. Chủ đề 1: tìm giới hạn quang điện công thoát. Giới hạn quang điện lambda 0 và HCGA. H là hạt số Planck, nó bằng 6.625 nhân 10^-34 Joule giây. C là vận tốc ánh sáng 3 nhân 10^-8 máy tính giây. A là công thoát electron, đơn vị là electron volt hoặc joule. Khi là công thoát A thì bằng HC chia lambda 0. Mẫu electron volt bằng 1.6 nhân 10^-9 Joule. Điều kiện sẽ là hiện tượng quang điện là ánh sáng kích thích bé hơn bằng giới hạn quang điện lambda 0. Ví dụ 1, để tách một electron ra khỏi mạng kim loại cần một năng lượng A được giữ trong electron, tìm giới hạn quang điện lambda 0. Câu A là công thoát A là 2.5 electron volt. Giải. Ta có giới hạn quang điện lambda 0 bằng HCGA thì nó bằng 4.97 10^-7 m. Đổi là micromet là chia 10^-6 thì là 0.497 micromet. Tương tự câu B là A nó bằng 1.94 electron volt. Chia lambda 0 bằng HC chia A. A là phải đổi ra joule. Vậy lambda 0 là 6.4 nhân 10^-7 m, tức là 0.64 micromet. Ví dụ 2, chiếu vào tế bào quang điện bằng bức xạ có bức sóng lambda 0, tính công thoát A. Câu A là lambda 0 bằng 0.3 micromet. Giải. Ta có công thoát A thì bằng HC chia lambda 0. H là 6.625 nhân 10^-34, C là 3 nhân 10^-8, lambda 0 là 0.3 micromet, đó là mét là nhân 10^-6. Từ đây ta có được công thoát là 6.02 nhân 10^-9 joule, đó là electron volt là chia cho 1.6 10^-9 thì nó là 3.76 electron volt. Tương tự câu B, ta có công thoát A thì bằng HC chia lambda 0 nó bằng 3.55 nhân 10^-9 joule, đó là electron volt là 2.22 electron volt. Ví dụ 3, tìm giới hạn quang điện của ba kim loại đồng, kẽm, sắt lần lượt là lambda 1, lambda 2, lambda 3. Giới hạn quang điện của ba kim loại đồng, kẽm, sắt lần lượt là lambda 1, lambda 2, lambda 3. Tìm giới hạn quang điện của hợp kim chứa đồng, kẽm, sắt. Câu A, lambda 1 là 0.55 micron, lambda 2 là 0.36 micron và lambda 3 là 0.45 micromet. Giải. Để xảy ra hiện tượng quang điện cần một bức xạ gây là hiện tượng quang điện với một trong ba kim loại đồng, kẽm, sắt. Vậy giới hạn quang điện của cái hợp kim tạo bởi ba kim loại này thì lambda 0 nó sẽ bằng là lambda 1 bằng 0.55 micromet. Tương tự câu B, để xảy ra hiện tượng quang điện cần một bức xạ gây là hiện tượng quang điện đối với một trong ba kim loại đồng, kẽm, sắt. Và giới hạn quang điện của hợp kim nó sẽ là lambda 0 bằng lambda 1 bằng 0.59 micromet.
14 chứa đồng thời 3 bức xạ 51 0.59 micromet, 52 0.34 micromet và 53 0.17 micromet. Mỗi bức xạ nào gây lên từ quang điện? Câu A. Công thức A là 3.27 electron. Giải. Ta có giới hạn quang điện lambda 0 hc chia A bằng 3.8 nhân 4.7 m tức là 0.38 micromet. Điều kiện sẽ là từ quang điện là ánh sáng kích thích lambda bé hơn giới hạn quang điện lambda 0. Vậy chỉ có lambda 2 gây lên từ quang điện. Tương tự câu B, ta có lambda 0 bằng hc chia A bằng 5.3 nhân 4.7 m tức là 0.53 micromet. Thì điều kiện sẽ là từ quang điện là ánh sáng kích thích lambda bé hơn bằng giới hạn quang điện lambda 0. Vậy lambda 2 và lambda 3 có khả năng gây lên từ quang điện. Ví dụ 5, chiếu bức xạ lambda vào cao tốc tế bào quang điện có công thức A là 300 V, tính vận tốc bắt đầu cực đại có trong. Câu A là lambda là 0.18 micromet. Giải. Theo anh Tâm, ta có hc chia lambda bằng A cộng 1 phần 2 m V0 bất bình. Chia được V0 mắc nó bằng căn bậc 2 của 2 phần m nhân hc chia lambda trừ A. M là 9.1 nhân 4.1 kg. Ta thấy vào thì công thức A này là ở trong volt ta phải đổi về joule là nhân 1.6×10^9. Vậy vận tốc nó là 11.5 m/s. Tương tự câu B là ta có thức anh tan bằng hc chia lambda bằng a cộng 1/2 m v0 mắc bình. Suy được v0 mắc nó bằng căn bậc 2 của 2 phần m nhân hc chia lambda trừ a. Thấy vào m là 9.1 nhân 10^1 kg. A là ta phải đổi là joule là 3.13 nhân cho 1.6×10^9. Vậy vận tốc là 5.18 nhân 5 m/s. Năm B, chiếu bức xạ lambda vào cao tốc tế bào quang điện thì động năng ban đầu cực đại V0 để mắt tính giới hạn quang điện là 0. Câu A lambda là 0.23 micromet và động năng ban đầu cực đại là 4.6×10^9 joule. Giải. Theo công thức anh tâm, ta có hc chia lambda bằng A cộng 1/2 m với 0 bất bình. Chia được công thức A nó bằng hc chia lambda trừ cho động năng ban đầu cực đại V0 mắt bằng 4.04×10^9 joule. Từ đây ta có giới hạn quang điện là 0 bằng hc chia A bằng 4.92×10^7 m tức là 0.492 micromet. Tương tự câu B, theo anh Tâm ta có hc chia lambda bằng A cộng 1/2 m với 0 mắc bình. Từ đây suy ra công thức A bằng hc chia lambda trừ cho động năng ban đầu cực đại V0 d mắt thì bằng 3.2×10^19 joule. Vậy giới hạn quang điện lambda 0 bằng hc chia A bằng 6.2×10^7 m tức là 0.62 micromet. Lưu ý vòng phổ hydro. Vòng phổ hydro có kế hoạch 1, 2, 4, 5, 6 theo thứ tự là K, L, M, N, O, V. Giải Lehmann đi từ vô cùng về và thứ nhất. Giải Balmer đi từ vô cùng về và thứ hai và giải Bassen đi từ vô cùng về và thứ ba. Ta có lambda 32 thì bằng tích của lambda 31. Lambda 21 chia cho hiệu lambda 21 và lambda 31. Lambda 42 thì bằng tích lambda 32 43 chia hiệu chia tổng của lambda 32 43. Om trừ n bằng hc chia lambda. Năng lượng ở mức thứ n thì bằng trừ 36 chia đơn phương đơn vị trong volt. Ví dụ 6. Biết năng lượng nguyên tử hydro trạng thái dừng thứ n là n bằng trừ 36 chia nền phương đơn vị trong volt tính. Câu A, bước 6 đầu tiên của giải Balmer. Giải. Bước 6 đầu tiên của giải Balmer là lambda 32. Ta có E3 trừ 2 bằng hc chia lambda 32. E3 bằng trừ 36 chia 3 bình. E2 bằng trừ 36 chia 2 bình. H là 6.625 × 3/4. C là 3.8. Với bên trái đơn vị lấy trong volt, với phải đơn vị là joule. Vì thế với bên trái ta phải đổi từ trong volt nó đổi về joule là nhân 1.6×10^9. Chia được lambda là 0.66 micromet. Tương tự câu B, bước 6 thứ 3 của giải Bassen đó là lambda 63. Lambda 63 bạn ta có E6 trừ E3 bằng hc chia lambda 63. E6 bằng trừ 36 chia 6 bình, E3 bằng trừ 36 chia 3 bình. Với bên trái ta đổi về joule nhân 1.6×10^9. Vậy lambda là 1.09 micromet. Công thức tính nhanh,
lambda và hc chia cho m trừ n mũ 6 mũ trừ 9. Vì vậy, cho vật thứ nhất của dải Lyman Van Meer Vassan và vật thứ ba của Van Meer lần lượt là 0,12 micromet, 0,65 micromet, 1,87 micromet và 0,3 micromet tính. Câu A, bước 6 vật thứ hai của Van Meer. Giải. Ta có bước 6 thứ hai của Van Meer là lambda 42 thì bằng tích của lambda 4332 chia tổng của lambda 4332. Vậy lambda 42 nó bằng 0,48 micromet. Câu B, bước sóng và thứ hai của Watson đó là lambda 53. Lambda 53 bằng tích của lambda 32 và 52 chia cho hiệu của lambda 32 52. Vậy lambda 53 nó bằng 1,27 micromet. Bước 8. Chiếu bức xạ lambda vào cathode tế bào ổn điện, tính số trong bước ra khỏi cathode sau thời gian t là 32 giây. Câu A, biết cường độ dòng ổn điện bão hòa y bão hòa là 25 micrometer. Giải. Ta có số trong bước ra khỏi cathode trong thời gian t, Ne bằng y bão hòa chia E nhân t. Y bão hòa là 25 micrometer, đó là b nhân mũ trừ 6, E là 16 nhân mũ trừ 9, t là 32 giây. Vậy nó là 5 nhân mũ 15 E trong. Tương tự câu B, số E trong bước ra khỏi cathode trong thời gian T, nó là 32 giây. Ne bằng y bão hòa chia E nhân T, nó bằng 6 nhân mũ 15 E trong. Điều chính, chiếu bức xạ lambda vào tế bào ổn điện thì về mặt cathode nhận công suất B 39 mW. Cường độ dòng ổn điện bão hòa là y bão hòa là 7 mA, tính hiệu suất lượng tử. Câu A, lambda là 0,28 micromet. Giải. Ta có số E trong bước ra khỏi cathode trong thời gian T là 1 giây. E là E bằng y bão hòa chia E nhân cho 1 thì nó bằng 4,375 nhân mũ 16 E trong. Số photon đập vào cathode trong thời gian T là 1 giây là NF, đây là số photon, là công suất B chia cho Sron, Sron hc chia lambda. Thì ta tính được số photon đập vào cathode trong thời gian T 1 giây là 5,494 nhân mũ 16. Vậy hiệu suất lượng tử, hiệu suất lượng tử bằng Ne chia E, tức là một số E trong bước ra khỏi cathode trong 1 giây chia cho số photon đập vào cathode trong 1 giây nhân 100. Hiệu suất lượng tử nó là 79,63%. Video 10. Một ống Langen có hiệu ứng thế hai đầu anode cathode là UAK, tính bước sóng yếu nhất của ống phát ra. Câu A là UAK là 20 kV. Giải. Ta có HC chia lambda-min bằng E nhân UAK. Suy lực lambda-min bằng HC chia UAK. H là 6,65 nhân mũ trừ 34, C là 3 nhân mũ 8, E là 16 nhân mũ trừ 9, UAK là 20 kV đó là volt nhân mũ 3. Vậy lambda-min đó là 6,21 nhân mũ trừ 1 m. Tương tự câu B, UAK là 30 kV, ta có HC chia lambda-min bằng E nhân UAK. Tại đây suy ra được lambda-min bằng HC chia UAK, nó bằng 4,14 nhân mũ trừ 1 m.